lần đầu tiên là bạn Tý đi ăn chè mâm nè, hai đứa không thể nào ăn hết được. Bạn Tý đẹp trai. Các bạn đúng phải đây. Bây giờ chúng tôi là phải ăn, ăn hết cái mâm chè này. Bây giờ bạn Tý sẽ dần dần ăn từng cái và nói được cái mùi vị nha. Ăn ăn chứ. Chị ăn được trước. Bây giờ mình phải ăn cái nào trước? Ăn cái này tại vì đá nó tan. Mày ăn đây, này. Này là gì cho mày? Đây là bánh flan. Bạn có được mấy tập rồi? Không có được, tại vì đây là đang quay và đang lên mạng đó. Không, bên kia lên mấy tập đó. Như hả? Thì tao có nói tập mà tới tiếp tục. Vì khán giả yêu thương thì phải review lại. Tiền chắc ta sẽ dùng. Chè chuối nha các bạn. Chè chuối. Đây là mà tao mày ăn là ăn chung á. Không, bây giờ tạm thời mày ăn trước để tao quay lại và mày có thể nói được cái cảm giác của cái món ăn chè có hay không. Rồi giới thiệu cho mọi người nếu ngon có thể quan sát quán này ăn nha. Em mình tính đăng lên YouTube thôi. Ngon ngon. Cho ta ăn thử với. Chè này vẫn còn nóng. Tất nhiên là ngon rồi. Chè nóng hổi luôn. Ờ, ăn thử cái đã. Nóng quá. Đã tối chè đây rồi. Nóng quá. Chè nóng mà. Thật ra hai đứa mà kêu một mâm như vậy là ai cũng nhìn luôn. Không thể nào tưởng tượng được, nhưng mà Huy xin vì tất cả. Chờ đến miếng nào ta? Thấy món này của tất cả, nhưng mà chắc đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mình ăn chè mâm quá. Tao sợ nếu mà con mâm cho nên là ba đứa ăn cũng không hết cái này. Ra đứa có mấy món là giống nhau này. Đâu? Trâu, vậy mới nãy sao mình không không nói là mọi thứ mình ăn nhau ta. Thấy giống, à khác khác chứ mà giống.